Bạn không thích trang, không thích sexy, bạn thuộc tiếp người đơn giản. Cái bạn cần ở đây chính là sự thoải mái khi vận động nè, không hầm, không bí và đặc biệt là khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Thì Sushop sẽ gợi ý cho bạn một sự lựa chọn tốt nhất, đó chính là chiếc cô tông thái Modan 806. Cảm giác đầu tiên khi mà sờ vào em này, đó chính là nó quá mềm mại, quá mịn. Và thấy em nhỏ như vậy thôi, chứ em coi giãn tới 4D lận đó nha, từ 86 đến 97 cm luôn. Chất vải cô tông cao cấp, thấm hút mồ hôi tốt. Khi bạn hoạt động mạnh ngoài trời, phía trước thì có đính ren hoa văn dễ thương làm sao, thích hợp cho các bạn nữ sinh và cả phụ nữ đi làm luôn. Mẫu này thì free size dưới 55kg nha mấy bạn. Đặc biệt là cái lưng của nó thấp nên chống lộ hàng. Về phần màu sắc thì em này đa phần thuộc tông màu sáng như là màu trắng, màu hồng nhạt, hồng sen, cam, vàng và xanh nhạt. Giá em này rất là rẻ luôn, chỉ có 70k 5 quần. Mình cam kết đây là hàng loại 1 nhé. Mấy bạn mua hàng nhớ đọc mã sản phẩm 806 nha. Và hotline đặt 0932003914. Facebook của mình là Lý Thanh Thảo nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cùng test độ coi giãn và chất liệu nè mấy bạn. Mình không có nói điêu đâu nha. Các bạn thấy trên màn hình độ coi giãn của em này quá là tuyệt vời. Cho một chiếc quần bé tí teo mà độ coi giãn tới 4D lận đó. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy tuyệt vời không nè? Bây giờ thì mấy bạn hãy like và subscribe kênh channel Hi Su Shop để cập nhật và theo dõi nhiều mẫu mới bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.